Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Và trong phần video này nang, mình sẽ nói thêm một chút về cái all-inclusive hotel của mình khi mình đến ghé thăm Cancun, Mẹ Tây Cơ nam khán giả. Thì cái khu nghỉ dưỡng Barcelo Maya Grand Resort nằm ở Riviera Maya, Mẹ Tây Cơ. Nó gồm có 4 cái hotel nhỏ nè mọi người, và cỡ 5-6 cái restaurant và những cái nơi để giải trí và cho khán giả đang xem đây nè. Vì resort này rất là lớn, cho nên khi mà mình muốn di chuyển từ một hotel hay là từ một restaurant đến nơi khác thì mình phải lấy một chiếc xe bus, cứ mỗi 15 phút là có một chuyến xe bus mới. Cái này khác với cái hotel mà Khang đã ở tại Cancun 2 năm về trước, là nó có cái golf cart vì cái resort nó rất là nhỏ. Còn cái này một cái resort lớn như là một cái thành phố nhỏ gì đó, cho nên mình phải đi bằng xe bus. Mà cũng hên nay là mùa bão cho nên chiếc xe bus nó cũng là có gió mát, thoải mái hơn một chút. Chứ nếu mà Khang nghĩ mà cái mùa mà nóng mà không có bão đó, thì Khang nghĩ chắc trong xe bus này cũng như là một cái spa vậy đó. Who's a Korean K-pop, famous Korean K-pop? My Khan, who's a famous Korean K-pop? BTS. BTS? Oh my god, BTS. Như nãy mình nói, cái resort ở đây nó gồm có một cái gọi là thành phố nhỏ. Nó có một cái shopping mall. Anh này, hola. Và hôm nay mình sẽ đi casino. Và nó có casino nữa nè khán giả. Vậy bây giờ mình sẽ đem khán giả tới thăm cái shopping mall. Và đặc biệt casino cho những người lớn, người nào thích đánh bài. Và này là trong một cái thành phố nhỏ của resort này nè khán giả, mình không cần đi đâu xa hết. Hôm nay mình sẽ đi dạo The Plaza ở đây. Hồi bữa kia mình đã đi buổi sáng rồi. Và mình sẽ đi dạo vào đây, đặc biệt tối là có casino. Chưa có mở cửa nè mọi người. Oh, casino nè. Casino này dành cho những người lớn thôi. Oh, đây là điểm hẹn gặp lại những người này. Bye. Đây là những người bye bye. Casino. Bye. Let's record him in my Louis clothes. Bye Christian. See ya, Jungkook. Còn ai không đi đánh bài thì cũng rất là thuận lợi nè mọi người. Kế bên casino là một cái gọi là arcade và bowling alley cho những người nào thích chơi game và bowling, nhất là trẻ con. Còn nói về casino thì theo Khang biết thì một lần nữa Khang không được cơ hội bước vào. Nhưng mà theo Khang biết thì mình bước vào thì mình bỏ tiền vào một cái máy, nó sẽ đưa mình ra thẻ. Và những máy kéo hay là đánh bài này bằng tiền mẻ năng peso, cứ như là một đồng là cỡ 17 tới 18 peso. Đó là cái cách mà casino được chơi. Theo Khang biết là như là 8, 9 giờ tối cho đến 3 giờ sáng. Ok, và bây giờ mình sẽ dẫn các em nhỏ qua bên The Arcade để chơi game nè mọi người. Go in guys, go in ahead. Yeah, more tickets. Wow. Oh,
Nói chung mình không mắc tiền bên sòng bài casino thì mình sẽ mắc tiền bên chỗ trò chơi của con nít nè mọi người. Thì cái này nó cũng như là những cái chuck and cheese mà mình biết rồi đó, thì mình thắng tickets và sau đó mình đi đổi những cái món quà, như là mình thà mình bỏ một vài đồng đó mình mua nó còn rẻ hơn là mình chơi những cái game này. Mình phải giúp vui cho các em thì mình cũng phải ráng bỏ một vài đồng tiền ra mình để chơi nè. Thì dĩ nhiên cái plaza này hầu hết là mình phải tốn tiền, nhưng đặc biệt đây nè mọi người, mình bước vào thì mình sẽ được tự lấy đồ ăn hết. Thì nói chung mà người nào mà có cái dây đeo thì được hết, thức uống, đồ ăn, ngồi chơi thoải mái, cũng như là một cái thành phố của nó riêng nè mọi người. Alright, và vì đó mình vô ăn thoải mái, mình ngồi mình chơi game, không cần check vé gì hết nè mọi người. Một lần nữa, đây là một cái plaza là arcade, một cái plaza, một cái nơi shopping plaza của Barcelona. Ở đây món ăn thức uống vẫn là một phần của all inclusive của cái hotel ở đây, cho mình được ăn thoải mái, không cần trả tiền. Cái là cái điều mà không cần đụng đến tiền ở nơi plaza này, ở trong hotel resort. Và còn những người muốn sống kiếp đỏ đen thì ra sao? Bây giờ mình sẽ gặp họ nè mọi người. Thế này là những khuôn mặt người đã thắng lớn. Mấy chục ngàn peso luôn. Wow, 30,000 luôn. 3,000. Nói chuyện giống như người thua rồi. Nếu mà khán nói khán giả rằng mình có thể được những ngày vui chơi, ăn uống đầy đủ như thế này trong một cái resort dưới 200 đồng một đêm thì khán giả sẽ nghĩ sao? Xin khán giả cho Khang biết trong cái lời chia sẻ năng. Mình quên nữa, còn phòng ngủ thì nó sẽ ra sao? Thì trước khi mình chấm dứt cái video đoạn này, Khang sẽ cho mấy đứa con của Khang, nó sẽ cho khán giả được xem Genevieve, phòng ở của mình trong 6 ngày đi Cancun, Mexico. Yeah. Oh, Genevieve, go in. Your shoes dirty. Yes, let's lower down. Yay, a room. Woo, it is cold. It's a low. It's a balcony too. Yay. Wow. Wow. You do? I have my first mosquito bite after 5 days. Wow, và sau 5 ngày gió bão, bây giờ darling, nắng đã lên rồi. Nhưng mà khổ là nắng là nóng nè. Wow, this is how it is, guys. All sweaty, rất là nhiều mồ hôi nè mọi người, cho nên cái loại đi bão cũng sướng nè, mát hơn. Nên hôm nay mình sẽ đi về và back to normal like regular Cancun. Well. To be bold. Darling, I've never been. Và sau 6 ngày tốn mình gần 800 đồng tiền hotel, 360 đồng tiền máy bay, 40 đồng tiền car transfer chở mình đưa đón từ hotel đến sân bay, và đến cuối cùng đã đến ngày là mình phải đi về. Và trong phần video này, Khang muốn có cơ hội chia sẻ với khán giả cảm nghĩ Khang về đi Cancun, Mễ Tây Cơ. Xin khán giả cùng theo dõi với Khang năng. Mình nghĩ sau cuộc đi này chắc là khi tới mình tới đây sẽ rất là đông người nè mọi người. Bây giờ thì rất là ít người. Và đặc biệt sân bay này chỉ cũng phải ít người biết đến, và nó có một cái chỗ chơi rất đặc biệt dành cho con nít mà lần đầu tiên Khang đi sân bay mà Khang đã thấy. Cái này có nghĩa là một trong những airport mà đặc biệt nhất mình đã đi travel, tại vì nó có một cái nơi playground cho mấy em nhỏ. Còn Khang rất thích nó mọi người.
Một lần nữa, cái này là Tulum International Airport, rất là thoải mái, ít người. Nhưng mà Khang nghĩ chỉ có khúc này thôi, chứ từ từ Khang nghĩ người ta sẽ biết đến, sẽ tới đây. Và ai có con nít đặc biệt nè mọi người, một cái playground rất đẹp. Ok, yeah, I want to stay here and live here forever. Isn't it the best airport ever? Ever, ever. Okay. Cái cuộc trải nghiệm đi Tulum, Mẹ Tây Cơ của mình chấm dứt. Thì theo Khang nghĩ gì về cái cuộc hành trình này thì Khang nghĩ nó là một nơi cũng, nếu mà mình tìm một nơi nào thoải mái, có đầy đủ tiện nghi cho mình, mình không cần lo cái này cái kia. Còn nếu mà mình là một là người mà mình cần tìm một nơi thích đi khám phá thì Khang nghĩ 5-6 ngày nó hơi nhiều quá. Khang nghĩ mình chỉ cần một vài ngày đi chơi để thoải mái, ngồi yên, không cần lo đồ ăn, thức ăn, nấu ăn, đi này đi đó. Nói chung là một cái tiện nghi nó đầy đủ hết thì mình nên khám phá những cái nơi như đây. Khang cũng để ý là có rất là ít người châu Á mình đi tới những cái nơi đây. Khang nghĩ rằng trong cái tương lai thì sẽ có thêm người, nhưng mà thì không biết người châu Á, nhất là những người trẻ của mình, thì thích đi những tìm nơi khác lạ như là châu Á, như là Bali hay là Thái Lan để mình được đi khám phá. Nó cũng có phải như là all inclusive resort. Còn inclusive resort thì mình chơi như là mình có những người lớn hay là những con nít nơi để khám phá. Thì Khang nghĩ cái giá cả thì nó cũng rất là good. Nói chung là mình tính ra là nó cũng là 200 ngàn đồng một ngày, là về lo ăn, lo ở, chỗ ở luôn. Mình nói chung là cái chính là mình không cần lo nhiều lắm. Dù mặc dù mình đi dính cái mùa bão cách mấy, nhưng mà Khang nghĩ nó cũng rất là thoải mái. Là vì Khang nghĩ cái nơi đây nó đã chuẩn bị sẵn cho bão, mưa, gió nhiều, nên dù trong ngày bão người ta vẫn như là bình thường. Thì dĩ nhiên mình không thể đi lặn, đi câu cá này cái kia, nhưng mình vẫn có thể làm được những cái chuyện thường, đi ăn, đi chơi casino, đi bowling, đi bơi bình thường hết. Đó là một cái điều mà Khang khuyến khích mọi người. Nếu mà ai mà muốn tìm hiểu đến những nơi như Cancun, Tulum hay là Riviera Maya thì mình nên khám phá. Một lần nữa, nếu mà người nào thích những video này nhớ chia sẻ năng, và để mình giúp nó một cái động lực để mình tiếp tục mình làm những cái video này. Và cảm ơn khán giả đã tiếp tục chương trình, coi chương trình Passport 2 thành công trên đài Little Saigon TV và trong cái chương trình YouTube riêng của Khang là Khang đi lang thang năng. Peace.